xin được chào mọi người. Hôm nay có dịp ghé xuống Đồng Nai thăm cái vườn của một người em. Diện tích vườn đây rất rộng, các bạn có nhìn thấy không ạ? Diện tích vườn ở đây thì khoảng 4-5 hecta các bạn, và chủ yếu là rất là nhiều những cái cây tràm này và những cái cây lâu năm đã mọc ở đây rồi, như tre trúc cũng rất là nhiều. Có một cái điều mà tôi rất muốn khám phá nơi đây, đó là nghe người em nói rằng là cái khu vực này có rất nhiều chó hoang sống các bạn, vì là nó quá rộng. Vì vậy mà các bạn hãy cùng tôi nha, đến tận nơi, tận cái hang để chúng ta cùng trải nghiệm xem là cái hang chó nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn, và chúng ta đã đến rồi các bạn. Đây là một cái hang và được đào vào bên trong rất là sâu, các bạn thấy không? Tôi sẽ đưa gần cái camera lại cho các bạn thấy nha. Đi đâu à? Đây này các bạn thấy này. Này các bạn thấy rõ không? Một chỗ vằn rất đẹp này. Ở chỗ này là chắc chắn là đang đào tiếp cái hang này để dẫn vào bên trong. Bên phía trong kia, trong kia là cái hang chính của chó, nhưng mà khả năng đang đào thêm cái hang này để nối vào trong. Thì thông thường là đào hang như này thì nó sẽ dẫn bên trong một cái hang rất rộng, như vậy thì nó cũng có khả năng là sẽ tránh được trời mưa này các bạn. Khả năng là hiện nay là chó mẹ đang đi kiếm ăn các bạn, nên là ở trong hang chỉ có 4 con chó con thôi. Thử đánh liều mình bắt một con thử các bạn nhé. Hy vọng rằng là chó mẹ nó không có trong này, không là nó xử đẹp mình nhỉ. Đây. Các bạn thấy em chó này đẹp chưa? Wow, rất đẹp đấy các bạn. Wow, đẹp chưa? Rất tiếc là nhà mình là ở căn hộ nên là người ta không cho nuôi chó các bạn. Cái thực tế là rất mê em chó này nè. Bạn thấy em chó tuyệt vời chưa? Rất đẹp các bạn. Rất là tiếc, nếu mà nhà mà có vườn thì mình sẽ nuôi con em chó này. Thả em về với mẹ nhé, với các em nhé. Đây là một giống chó tai nha các bạn, nhưng mà lâu ngày do là đất quá rộng nên là chó nó sống một cách rất là hoang dã. Và hy vọng những em chó này sẽ nhanh lớn, được mẹ chăm sóc tốt để có thể vượt qua được cái mùa mưa này các bạn. Mùa mưa sắp tới rồi, và cái hang như này thì tôi nghĩ rằng là khả năng nếu mà mưa lớn thì nước sẽ ngập các bạn ạ.